thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có sự điều chỉnh để giải quyết tình trạng lệch pha trong cung cầu, và phân khúc nhà ở vừa túi tiền sẽ có sự phát triển mạnh trong nửa cuối năm 2017. Đây là nhận định của ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, trong cuộc trao đổi với phóng viên FPNC về triển vọng của thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh trong 6 tháng cuối năm 2017. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Xin cảm ơn ông đã nhận lời phỏng vấn của FPNC. Thưa ông, trong báo cáo về tình hình thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2017, thì hiệp hội có nhận định rằng thị trường bất động sản trong 6 tháng đầu năm 2017 có dấu hiệu chững lại và yếu tố lệch pha trong cung cầu vẫn còn xuất hiện giống như năm 2016. Vậy thì cụ thể tình hình phát triển của thị trường bất động sản trong 6 tháng đầu năm 2017 là như thế nào thưa ông ạ? Thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2017 thì vẫn còn nằm trong chu kỳ tăng trưởng. Chúng ta thấy thị trường vẫn có sự phát triển, vẫn giữ được sự ổn định. Tuy nhiên là nó có cái dấu hiệu chững lại và nó có tiềm ẩn những cái yếu tố rủi ro trong thị trường. Bởi vì chúng ta thấy vẫn còn cái hiện tượng là lệch pha cung cầu. Mà cái lệch pha cung cầu nó thể hiện là cái phân khúc thị trường lệch về phía bất động sản cao cấp, bất động sản du lịch nghỉ dưỡng cao cấp. Và trong cái lệch pha của thị trường bất động sản, một cái hiện tượng cũng đáng lưu ý là cái lệch pha cả về tín dụng. Một cái điểm thứ hai đó là cái tốc độ tăng trưởng của các cái sản phẩm bất động sản cao cấp trong 6 tháng đầu năm là tăng 1,9 lần so với năm 2016. Và cái tăng trưởng của cái căn hộ bình dân thì cũng tăng ở mức độ 1,8 lần. Nhưng mà cái căn hộ của cái phân khúc trung cấp thì lại giảm tới 40% so với cuối năm 2016. Chính từ chỗ đó là chúng ta mới thấy rằng cái sự tăng trưởng vẫn không cân đối trên thị trường bất động sản. Mặc dù chúng ta nhìn tổng thể thì cái nhà ở vừa túi tiền, tức là bao gồm cả căn hộ trung cấp và căn hộ bình dân, vẫn chiếm tỷ trọng hơn 68% trên toàn thị trường, tức là vẫn thống lĩnh của thị trường bất động sản trong những cái dự án bất động sản mới chào bán ra thị trường trong 6 tháng đầu năm. Và vấn đề thứ ba đó là trong 6 tháng đầu năm 2017 là chúng ta cũng thấy có cái hiện tượng sốt giá ảo trong cái phân khúc đất nền phân lô ở các quận ven và các huyện ngoại thành. Với cái sự vào cuộc rất là kịp thời, rất quyết liệt của lãnh đạo thành phố, các sở ngành cũng như các quận huyện, thì hiện nay là cái cơn sốt giá đất nền ở khu vực ven Thành phố Hồ Chí Minh đã được hạ nhiệt và vẫn nằm trong tầm kiểm soát, nhưng mà nó vẫn tiềm ẩn những yếu tố rủi ro của thị trường bất động sản. 6 tháng đầu năm 2017, bên cạnh sự phát triển của phân khúc căn hộ cao cấp, thì căn hộ vừa túi tiền, căn hộ dành cho người có thu nhập thấp vẫn có một sự phát triển ổn định. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về sự phát triển của loại hình căn hộ bình dân trong 6 tháng cuối năm 2017? Về mặt triển vọng, 6 tháng cuối năm 2017, thị trường bất động sản cả nước cũng như là Thành phố Hồ Chí Minh nó sẽ có một cái sự tái cấu trúc lại sản phẩm. Chúng tôi cho rằng cái phân khúc nhà ở vừa túi tiền, những loại căn hộ một phòng ngủ, hai phòng ngủ với giá bán hợp lý, tức là loại căn hộ trên dưới 1 tỷ đồng vẫn sẽ thống lĩnh thị trường bất động sản. Chúng tôi thấy trong các doanh nghiệp là sẽ có sự tái cấu trúc lại sản phẩm để chú trọng cái loại sản phẩm nhà ở vừa túi tiền. Cái thứ hai nữa đó là những cái kinh nghiệm mà các doanh nghiệp cũng như là người tiêu dùng đã rút ra trong thời gian vừa qua sẽ giúp cho tất cả các bên đều rất tỉnh táo để có thể kiểm soát được dự án, kiểm soát được dòng sản phẩm đưa ra thị trường, cũng như người tiêu dùng sẽ tập trung để lựa chọn những cái sản phẩm phù hợp với cái nhu cầu và khả năng tài chính của mình. Bên cạnh đó, với sự hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước thông qua cái gói tín dụng về nhà ở thì sẽ giúp cho người tiêu dùng có cơ hội để tiếp cận nhà ở. Và vừa rồi đó, thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã công bố cái lãi suất về nhà ở xã hội áp dụng trong năm 2017 tiếp tục ở cái mức 4,8% một năm. Và Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì cũng mới vừa duyệt cho Ngân hàng Chính sách Xã hội một cái gói tín dụng là khoảng 2.000 tỷ, trong đó có khoảng gần 1.000 tỷ sẽ dành cho chương trình nhà ở xã hội của Ngân hàng Chính sách Xã hội, thì chúng tôi thấy rằng tình hình nó sẽ có những cái chuyển động tích cực theo hướng chính sách tín dụng, chính sách nhà ở và cái nỗ lực của các doanh nghiệp sẽ cung cầu sẽ gặp nhau. Đó là những người có nhu cầu thật, những người mà cần những loại căn hộ
nhà ở xã hội, nhà ở thương mại có cái quy mô 1-2 phòng ngủ có giá bán vừa túi tiền. Thưa ông, là trong 6 tháng đầu năm 2017, hoạt động M&A trong lĩnh vực bất động sản diễn ra khá sôi động. Vậy thì 6 tháng cuối năm 2017, cái hoạt động M&A này theo ông sẽ diễn ra như thế nào? 6 tháng đầu năm thì chúng ta thấy các cái hoạt động mua bán, sáp nhập dự án và các hoạt động liên doanh liên kết với các nhà đầu tư nước ngoài phát triển phải nói rằng khá mạnh. Tuy nhiên, chúng ta thấy ngay cả cái nguồn vốn FDI, nguồn vốn đầu tư nước ngoài FDI vào lĩnh vực bất động sản thì vẫn còn khiêm tốn ở thành phố Hồ Chí Minh. Bởi vì chiếm 50 triệu đô la Mỹ trong tổng số là khoảng 2 tỷ 2 cái nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, hiệp hội có cái nhận định là cái đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản 6 tháng cuối năm sẽ có khả năng bật tăng mạnh. Bởi vì hiệp hội cũng theo dõi thấy có rất nhiều thương vụ đang được đàm phán giữa các nhà đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp trong nước. Một cái điều mà chúng ta cũng thấy rất là đáng mừng là với cái khả năng thực hiện tích cực nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ xấu, thì cái việc chuyển nhượng các cái dự án đang hiện nay là tài sản bảo đảm cho các khoản vay nợ xấu sẽ được tái khởi động đưa vào thị trường. Cho nên cái hoạt động M&A từ nay đến cuối năm nó sẽ sôi động hơn, và điều đó nó vừa giải quyết được hàng tồn kho trong thị trường bất động sản, vừa giải quyết nợ xấu của các ngân hàng cũng như là của các doanh nghiệp, vừa giúp đưa ra thị trường nhiều sản phẩm mà nó đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Cho nên chúng tôi có cái nhận định là cái hoạt động mua bán chuyển nhượng dự án 6 tháng cuối năm sẽ sôi động hơn 6 tháng đầu năm 2017. Thưa ông, thời điểm 6 tháng cuối năm 2017 là thời điểm thị trường sôi động nhất trong năm và các chủ đầu tư sẽ lần lượt bung hàng ra thị trường. Vậy thì theo ông, thị trường bất động sản 6 tháng cuối năm 2017 sẽ phát triển như thế nào ạ? Thị trường bất động sản từ cái giai đoạn phục hồi cuối năm 2023 trở lại đây thì bản thân thị trường có một sự tự điều chỉnh rất là lớn. Nhưng vào cuối năm 2016, chẳng hạn như năm 2016, chúng ta thấy thị trường đã có một sự tái cấu trúc mạnh mẽ để chuyển hướng qua cái phân khúc nhà ở vừa túi tiền. Mà nó thể hiện là trong 6 tháng đầu năm 2017, cái tỷ trọng nhà ở vừa túi tiền đưa ra thị trường chiếm tỷ lệ áp đảo lên đến hơn 68% trong tổng số nguồn nhà đưa ra thị trường trong 6 tháng đầu năm. Cho nên cái tính chất tự điều chỉnh của thị trường là hết sức là tuyệt vời. Và chúng tôi nghĩ rằng trong thời gian tới, thị trường, các chủ đầu tư, các chủ thể tham gia thị trường cũng sẽ có những cái tự điều chỉnh để hướng về cái phân khúc nhà ở vừa túi tiền đáp ứng cái nhu cầu thật của người tiêu dùng. Bên cạnh đó thì nhu cầu của những người có thu nhập cao, những cái dự án bất động sản cao cấp, thậm chí là những dự án siêu sang trong thời gian tới cũng sẽ tiếp tục có những chủ đầu tư đưa ra thị trường trong 6 tháng cuối năm 2017. Và chúng ta sẽ chứng kiến có những cái dự án mà cái giá một cái mét vuông có thể lên đến hàng chục ngàn đô la Mỹ một mét vuông sẽ được tung ra thị trường trong thời gian tới. Nhưng mà cái đó sẽ đáp ứng cái nhu cầu của một cái số rất ít người có thu nhập rất cao trong xã hội, cũng như là kể cả một số người đầu tư nước ngoài, người ta đến làm việc tại Việt Nam. Rất cảm ơn ông về cuộc trao đổi thẳng thắn ngày hôm nay.